Rồi dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít kim mẫu dây 3.5 ra 2AV. Dây này là dây nhật xịn có chiều dài là 3m, bên em về nguyên hộp của hãng Arvel. Và bên em thì hôm nay có về được 4 cái con lọc nguồn Đức đa tầng của hãng Food, có tải là 80A, made in Germany. Food này nó lọc được cả tín hiệu nhiễu cao tần anh em nhé. Ngoài ra thì bên em lên sóng cái dây 3.5 ra 2AV, dây lõi bạc Thụy Điển Symphonic Line. Rồi là dây loa lõi đồng Thụy Sĩ 8N có chiều dài là 1,5m ở vế phun rắc bắp chuối. Dây loa lõi đồng cứng bãi Mỹ xịn là Benden 2x1,5 ly, cái dạng bên em thi công phun rắc càng cua. Nhưng mà ở đây thì cái mẫu này thì là xoắn hai sợi với nhau để cho cái lõi nó to lên. Rồi là dây loa high-end Harmonic Tech của Mỹ, Pro 11, cái loại mà lõi đồng tinh khiết OCC. Dây loa đồng Đức này, đồng Đức Carbon Direct. Cái mẫu này thì bên em đã được bên em thi công bằng cái rắc bắp chuối chính hãng của Anh, đen trôn. Anh em nhé, thì em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ quay và báo giá nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ vẫn là cái số điện thoại của em bên này. Liên hệ em thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Rồi, em để máy quay đây. Số điện thoại thì vẫn liên tục hiện trên màn hình. Anh em nào mà chốt thì có thể là cứ lưu luôn số điện thoại, alo luôn. Rồi, mẫu dây 3.5 này bán rất là được anh em nhé. Cho nên là bên em vẫn tích cực về khá là nhiều. Đây là mẫu dây 3.5 ra AV Arvel đây này. Một đầu 3.5 ra hai đầu AV. Dây này là dây nhật xịn. Đây. Dây nội địa Nhật đây anh em ơi. Dài 3m này, trên này toàn chữ Nhật. Đây anh em nhìn rõ chưa này, toàn chữ Nhật. Đấy. Rất là chi tiết anh em nha. Đấy. Cái này là của cái hãng Buffalo Kokuyo.jp, made in China. Cái này hàng nội địa Nhật nhưng mà nhà máy đặt tại China anh em nhé. Cái vấn đề này thì anh em biết rồi. Nói chung thì cái nhà máy tại China thì anh em chắc hiểu vấn đề này rồi. Cho nên bên em sẽ không nói nhiều nữa. Cái dây này thì dài 3m. Nó được ở cái này là nó nguyên hộp, xịn và bên em bán rất là rẻ. Có 120.000 một sợi. Dài 3m anh em nhé. Lưu ý là bên em không bao ship. Anh em nào lấy hai sợi đổ lên, bên em sẽ bao ship cho anh em. Đấy, lưu ý như vậy. Em sẽ quay đến cái con lọc nguồn Đức Food 80A luôn. Cái mẫu này cái đợt vừa rồi khá nhiều anh em hỏi đấy. Khá nhiều anh em hỏi nhưng mà bên em hết hàng đấy chứ. Từ em sẽ thu lại cái máy quay cho gọn. Rồi. Đây, cái con này thì cái tạng nó về thì giống như những trước thôi. Hàng thì vỏ rất là đẹp anh em ạ. Đây này. Từ để cái dây này ra không vậy, nó đè lên. Hàng rất là đẹp anh em nha. Đây. Mẫu rất ok. Cái mẫu này thì nói chung thì hàng nó cầm nó khá là nặng và con này quan trọng nhất ấy, là nó lọc được cả tín hiệu nhiễu cao tần. Đây anh em đọc ở trên kia thông số trên này này. Đây. Ở đây thì nó có EMV filter, EMI filter. Anh em nhìn rõ chưa? Con này thì cái tem hơi xước một chút. Đây. EMV filter, EMI filter. 80A. Made in Germany, tần số quét từ 0 đến 60Hz. Made in Germany này anh em ạ. Trang chủ của nó foodmv.de. Foodmv, con này quan trọng là cái chữ MV này. MV thì nó lọc gần như là nó bao quát hết rồi, bao quát hết từ như tất cả các tần số lọc. Có nghĩa là nó ví dụ một cái máy lọc mà nó test trên cái đường nhỏ và một cái máy lọc nó test trên đường to, một cái đường to thì chắc chắn nó sẽ quét được cả đường nhỏ rồi. Và đường nhỏ chỉ quét được đường nhỏ thôi. Giống như cái giới hạn ví dụ cái con này nó quét đến ví dụ mà tầm từ 0 đến 50 chẳng hạn là MI đi. Còn từ 0 đến 1000 là MV. Thì chắc chắn là từ 0 đến 1000 nó sẽ bao quát cả từ 0 đến 50 rồi. Anh em cứ hiểu nôm na là như vậy. Cho nên những con lọc nguồn này thì nó lọc sạch điện và tần số quét nó rộng. Cho nên nó quét được cả tín hiệu nhiễu cao tần và nó ảnh hưởng đến những cái con đắc giải mã hoặc là vang số. Đấy. Và quan trọng là cái chỗ này nó anh em để ý này. Đây này nó từ 0 đến 60Hz. Có nghĩa thông thường các thiết bị của mình là 50 gạch trên 60Hz đúng không? Tần số quét đấy.
thì cái con này thì nó là 50 đến 60 Hz. Tất nhiên thì đa số ở thiết bị mình thì 50 đến 60 Hz thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ có cái sự sai lệch. Tất nhiên cái sai lệch đấy thì nó không đáng kể, nhưng mà có những cái chỗ mà nó lệch đi, ví dụ tầm khoảng 47-48 Hz hoặc là 60-62 Hz, tất nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đối các thiết bị điện của bác đâu. Nhưng mà các thiết bị điện tử mà nó nhạy cảm như thiết bị đồ audio ấy thì nó cũng có ảnh hưởng ấy. Đấy. Thì con này giá lần trước bên em bán là 2,7 triệu một con, lần này giá vẫn vậy thôi, cũng vẫn là 2,7 triệu một con. Con này nó tải là 80A, em quay rồi, đây 80A này. Lấy ra chưa được. Đây 80A đây. 80A thì tương đương với tầm khoảng 18, 18, 19 ký, cho 18 ký đi. Đấy, thoải mái. Đấy, 18 ký. Thì những cái mẫu này thì giá là 2,7 triệu một con, nay bên em về được có 4 con thôi anh em nhá. Về được 4 con. Và anh em lưu ý là để không để cái máy quay xuôi. Sẽ hơi lắc một tí. Rồi được rồi. Thì anh em lưu ý là bên em về được 4 con thôi. Và giá bán thì cũng như lần trước. Giá bán thì bên em bán là 2,7 triệu một con, và hàng thì nó đẹp như thế này. Quan trọng là nó còn vuông vắn và tất cả các chân bắt vít đều ok. Còn trên các mặt tem ấy các bác ơi, thi thoảng thì nó sẽ có một vài những cái vết gợn xước em vừa quay, bởi vì qua trong quá trình vận chuyển thì nó cọ lên với nhau thì nó xước xác, thì cái đấy không tránh được. Cái đấy thì anh em vui lòng không soi mói từng gợn xước đấy nhá, bởi vì hàng bãi theo em lấy về nhà nó đẹp theo kiểu hàng bãi rồi. Hàng bãi mà về nó bị vỡ hoặc là móp méo cơ thì mới xấu, còn không thì tổng thể nó chỉ xước xác một chút thì không sao. 2,7 triệu một con, không bao ship. Anh em nào lấy hai con đổ lên, bên em sẽ bao ship cho anh em nhá. Cái mẫu dây 3.5 ra 2V mà Simlink Live Thụy Điển bên em còn có mấy sợi thôi anh em ơi. Căn bản cái dây cắt mét cũng hết, và cái mẫu quan trọng là những cái mẫu đầu dắt cũng hết. Simlink Live của Thụy Điển, thương hiệu của hai em Thụy Điển anh em ơi. Đây Simlink Live. Cái này của hãng Muon anh em nhé. Muon. Đầu dắt 3.5 là Muon. Dây bên em thi công dài 2m và dây thì là lõi bạc của Thụy Điển rồi. Cái mẫu này thì bên em bán là 840.000 một sợi, cũng là tiền dây dắt nó cộng vào thôi. Hiện tại thì không còn nhiều đây anh em ơi, bên em như còn 3 sợi. Một sợi này là ở đây 2 sợi này. Và còn một sợi bên em đang cắm trên nhà, cắm gọi là cắm cho ra tiếng thử thôi. Còn mua thì em sẽ lại rút ra em bán. Đấy. Dây rất là đẹp. Đầu dắt chất lượng. Cái này bên em bán là 840.000 một sợi anh em nhé. Còn mấy sợi anh em cố gắng lấy nốt. Đến dây loa, dây loa ở đây thì có cái dây loa đồng Thụy Sĩ 8N suýt mét đây, dài là 1,5m ở vế anh em nhé, 1,5m ở vế. Full là full hết bắp chuối Muon. Bắp chuối Muon này. Này. Full hết bắp chuối Muon. Rất là đẹp như này. Cái này thì bên em đang bán một cặp như này, dài 1,5m một vế, full bắp chuối này giá là 1,370,000 một cặp, dài 1,5m thì anh em cần thì lấy nốt nhé. Đấy. Tiếp theo là những cái mẫu dây dây này là dây đồng Đức đây, đồng Đức Cabo Direct. Cái mẫu này thì bên em thi công vào cái mẫu này để cho nó hết cái đầu rắc đi này. Nó lấy ra được còn mấy cái đầu rắc đen chôn hàng bãi anh. À không phải bãi mà là mới thì đúng hơn. Rắc này phải hàn bên trong này, rắc đen chôn của anh. Cái này bên em bán trước là 100.000 một cái, nó nhỏ như này thôi, 100.000 một cái đây anh em ơi, không rẻ đâu. Đây này, 100.000 một cái, không rẻ đâu anh em nhé. Cái này của hãng Caber Direct. Đấy. Caber Direct này, 2 x 2,5 ly QMM này. Made in Germany. Dây đồng Đức. Cái này nó dài là 2,5m một vế. Cái dây này bên em bán cắt mét ngày trước là 220.000 một mét. Có nghĩa là 5m là 1,1 triệu, cộng với 800.000 tám đầu rắc là 1,9 triệu cái cặp này. 1,9 triệu một cặp, dài 1m một vế, dây đồng Đức full bắp chuối của anh xịn. Em lưu ý nhá. Dây nhỏ gọn thôi, nhưng mà cái này dành cho những bác nào chơi chơi đồ chính hãng của Đức thì chơi cái này. Bắp chuối Muon đây thì vẫn còn, bên em bán cho anh em và các bác là 240.000.
240.000 4 cái như này. Mua 240.000 4 cái anh em nhá. Bán theo bộ 240.000 4 cái. Cái là 240.000 một cái hộp này. Em có về cả cái rắc AV Muon 2N này. Rắc này cao tiền nhá. Rắc rất là đẹp. Rắc rhodium rất là đẹp luôn. Rắc AV Muon anh em nhìn này. Đấy. Rắc này dự thì là sẽ rất là chất lượng đây. Bên em thì đang đợi cái dây cao cấp về để làm. Rắc này bán lẻ là 250 một chiếc cơ. Có nghĩa là nguyên 4 đầu rắc không là 1 triệu rồi. Cái mẫu này nó làm giống cái Muon, nó làm giống cái mẫu của thằng WBT của Đức, nhưng mà giá nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Giá bọn đấy như nó quanh quanh tầm khoảng 1 triệu một chiếc. Nhưng mà thằng này thì được 250. Rất ok. Đấy, bây giờ công nghệ bây giờ nó làm công nghệ Muon, rắc Muon của Đài Loan mà. Nó làm rất là tốt. Mà giá thành của nó ok hơn bao nhiêu so với mấy cái mẫu cao cấp của Đức. Tất nhiên thì chất lượng thì nó không thể bằng bằng nhau được, nhưng mà thằng này nó bằng 8 còn thằng kia là 10, nhưng mà giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy chính là cái lợi thế anh em ạ, cạnh tranh đấy. Tiếp theo là đến cái mẫu dây loa 2N Hamitech. Mẫu này bên em vẫn thi thoảng ra lò. Cục chặn thì đang có về tiếp rồi. Đây này, dây rất là đẹp. Mẫu này thì bên em thi công thì nó cũng vừa phải thôi. Chủ yếu bán cắt mét, anh em mua cắt mét là nhiều. Em thấy anh em mua cắt mét là nhiều. Vì đa số cũng không phải có những anh em nào là có điều kiện để mà chơi một phát là cái của full bộ như này. Full bộ này thì đẹp. Đây, Pro 11, Plus 6N OCC, Copper 2 Diffusion Speaker Hamitech ở đây. Anh em nhìn chưa? Đấy. Chặn nhôm với thứ đầy đủ, to, đẹp. Lắp càng cua chính hãng Muon đầy đủ đây. Một cặp như này này thì có giá là 5 triệu tư một cặp. Cái tiền nó đắt đây thì nó đắt là cái tiền em sẽ kể từng món nhé. Dây là 700.000 một mét đúng không? 5 mét thì là 3 triệu rưỡi. 4 cục chặn 800 thì là 4 triệu 3. 4 triệu 3 cộng với rắc Muon nữa. Đấy. Rắc Muon. Cái này có giá 5 triệu mấy một cặp, 5 triệu tư một cặp ấy. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ em, dây dài 2,5 mét bộ vế. Và cái này thì nó phun hết là càng cua. Những cái dây như này bên em vẫn ưu tiên càng cua hơn là bắp chuối. Có những bác bảo là nếu mà anh em kẹp càng cua thì kẹp, bởi vì dây này nó to này. Kẹp càng cua thì có vẻ nó chắc chắn hơn. Em nghĩ vậy. Rất đẹp anh em nhé. Rồi, ai có nhu cầu, à quên, còn cái dây là đồng Mỹ Ben đen em sẽ quay nốt vào đây. Đấy, từ từ. Hôm qua hôm nay về rất nhiều những cái bộ rắc nguồn Acrolink. Bên em sẽ thi công nốt những cái mẫu dây nguồn để bán cho anh em dây nguồn cắt mét đấy. Đây, đây là cái mẫu dây loa Ben đen 2x1,5 ly. Đã được bên em thi công xoắn hai sợi với nhau. Ben đen lõi đồng cứng 2x1,5 ly thì khi mà xoắn như này thì nó sẽ được là lõi nó sẽ được là 3 ly đồng cứng. 3 ly đồng cứng nó phải tương đương với tầm khoảng 5 lõi 5 ly đồng tư, 56 ly đồng tư. Đấy, dây ben đen đỏ lõi đồng cứng. Bãi mỹ xịn ben đen NBS đây. Em sẽ quay cái tên cho anh em xem. Có vẻ máy quay hơi mờ nhỉ. Quay bằng điện thoại mà. Chắc là mấy nữa khi nào có tiền thì em sẽ mua cái điện thoại tốt hơn để quay. Này lấy nét hơi lâu. Đây dây ben đen đây anh em nhỉ, ben đen này. Bài ben đen. Dây này thì em bán cắt mét mãi rồi thì chắc em cũng không cần phải hỏi nhiều. Nhưng bên em thi công cái kiểu xoắn xoắn như này. Một cặp mà nó dài là 2,5 mét bộ vế này phải cần 10 mét dây. 10 mét dây là 1 triệu rưỡi rồi. Vì dây 100 150 mét, 10 mét là 1 triệu rưỡi cộng với
8648 8648 thì anh em nhân ra. Dây này là rắc này là 60.000 một chiếc, 480 anh em cộng đi 1.500.000 là 1.980.000 một cặp. Dài là 2,5 mét vế. Dây này thì đánh giá chất âm thì nó cải thiện rất tốt cái giải bát và giải trung. Tuy nhiên giải chép rất là hay vì đồng cứng một sợi. Và cái dây này bên em cũng có đấu kèm một cái sợi dây mạ bạc của nó nữa. Cho nên giải chép nó cũng lên rất là tốt. Anh em lấy dây này về thì ví dụ mà có tiền không có tiền chơi dây này này. Không có tiền chơi dây này. Anh em chơi dây này. Chất âm thì nó cũng tương nó na ná với mẫu dây này luôn. Dây này thì lõi của nó lõi đồng cứng 19 lõi. Nhưng mà ở dạng OCC. Thì cái mẫu này thì nó là đồng cứng và đồng cứng to hơn, nó tính tổng như này thì mỗi bên là có tầm khoảng là 3 lõi đồng cứng. Đấy. Thì nó na ná nhau và thằng này thì nó có thể là sẽ là 1.7, 1.10 cho thằng này. 1.6, 1.10, 1.7, 1.10 nhưng mà thằng này thì giá nó nhẹ nhõm hơn. Nó là 1.980.000. Đấy. Đấy tùy anh em nhé. Hàng hôm nay về nhiều mẫu quá mà quay thì sợ anh em loạn thì cứ cái số điện thoại gần đây thì ai có nhu cầu cứ liên hệ này. Xin kính chào tất cả mọi người nhé.